Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo điều tiết cấp nước cho khu đô thị Thanh Hà. Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo sở xây dựng triển khai các giải pháp, yêu cầu các đơn vị cấp nước điều tiết cấp nước bổ sung cho khu đô thị Thanh Hà. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết để nâng cao chất lượng về việc cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội, Ban Cán sự Đảng thành phố đã báo cáo với Thường trực Thành ủy tại văn bản số 176 ngày 22 tháng 9 năm 2023 về tình hình thực hiện quy hoạch đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó đề xuất 5 nhiệm vụ nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước. Thứ nhất, đôn đốc các nhà đầu tư tập trung nguồn lực khẩn trương hoàn thành dự án phát triển nguồn cấp nước. Thứ hai, tập trung chỉ đạo 9 đơn vị cấp nước đẩy nhanh tiến độ mở rộng mạng lưới phân phối và dịch vụ cho những khu vực đã được giao vùng cấp nước. Thứ ba, hoàn thành việc lựa chọn đơn vị cấp nước cho 9 xã còn lại của huyện Phúc Thọ trong năm 2023, thực hiện dự án trong giai đoạn 2023-2024. Thứ tư, đơn đốc Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì hoàn thiện hồ sơ đề xuất sử dụng nguồn vốn ngân sách theo văn bản số 1.600 ngày 30 tháng 5 năm 2023 của ủy ban nhân dân thành phố triển khai khởi công quý 1 năm 2024 và hoàn thành trong năm 2025. Thứ năm, đối với các khu vực khó khăn, địa hình đồi gò, dân cư thưa thớt, các đơn vị xã hội hóa không thể đầu tư mạng lưới cấp nước được. Giao ủy ban nhân dân huyện nghiên cứu dự án cấp nước cho các khu vực còn lại bằng nguồn ngân sách, đồng thời đề xuất cơ chế quản lý vận hành sau đầu tư đồng thời đề xuất 3 giải pháp nâng cao chất lượng nước sạch cho người dân trên địa bàn thành phố. Ngày 9 tháng 10 năm 2023, Thường trực Thành ủy đã họp và cho ý kiến chỉ đạo để báo cáo Ban thường vụ Thành ủy. Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra việc thiếu nước cục bộ ở một số khu vực thuộc Trung Văn, khu vực Trường Đại học Hà Nội, nằm giữa quận Nam Từ Liêm và Thanh Xuân, do nằm ở cuối nguồn của hệ thống cấp nước thuộc công ty Wiwasco quản lý. Nguyên nhân là do lượng nước cấp cho địa bàn công ty WIWACO từ nguồn sông đà và nguồn sông đuống thiếu hụt so với nhu cầu. Tuy nhiên, việc thiếu hụt này đã được công ty WIWACO giải quyết bằng các giải pháp theo kế hoạch đặt ra như vận hành hệ thống bơm để đảm bảo cấp cho khu vực xa nguồn, điều tiết luân phiên, cải tạo mạng lưới, giảm thất thoát, vận động nhân dân sử dụng nước hiệu quả tiết kiệm. Đến nay, các địa điểm trên đã được giải quyết cấp nước ổn định. Giữa tháng 3 năm 2023, Tại khu đô thị Thanh Hà, chất lượng nước không đảm bảo dẫn đến việc dừng hoạt động cấp nước cục bộ. Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Xây dựng triển khai các giải pháp, yêu cầu các đơn vị cấp nước điều tiết cấp nước bổ sung cho khu đô thị Thanh Hà. Ngày 18 tháng 10 năm 2023, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có chỉ đạo yêu cầu các đơn vị bằng mọi biện pháp nhanh nhất cấp nước sạch sinh hoạt trở lại có giải pháp đảm bảo ổn định lâu dài cho người dân khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai. Ủy ban nhân dân thành phố đã có chỉ đạo giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giả soát các phương án cấp nước sạch, đảm bảo ổn định, an toàn cho nhân dân tại văn bản số 12191 ngày 19 tháng 10 năm 2023. Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở xây dựng kiểm tra, tổ chức chỉ đạo các đơn vị điều phối cấp nước ngay cho khu đô thị Thanh Hà. Đến nay Sở Xây dựng đã chủ trì tổ chức 4 cuộc họp, ban hành 6 văn bản chỉ đạo đôn đốc các đơn vị phối hợp thực hiện các giải pháp cấp nước cho khu đô thị Thanh Hà. Kết quả điều tiết nguồn cấp về bổ sung cho khu đô thị Thanh Hà Công ty cổ phần nước mặt sông Đuống đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Nội, công ty cổ phần Viwaco điều tiết nguồn cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Đông để cấp nguồn cho khu đô thị Thanh Hà với lưu lượng truyền tải lúc 17 giờ ngày 18 tháng 10 năm 2023 là khoảng 120 m khối trên giờ. Trong giai đoạn trước mắt, các nguồn bổ sung trên chưa đảm bảo đáp ứng nhu cầu, thành phố tiếp tục chỉ đạo Thứ nhất, công ty cổ phần nước mặt sông Đuống tiếp tục phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Nội, công ty cổ phần Viwaco điều tiết nguồn cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Đông để điều tiết tối đa nguồn cấp cho khu đô thị Thanh Hà. Thành phố Hà Nội đã cho phép công ty cổ phần mặt sông Đuống bổ sung đoạn tuyến D700 trên địa bàn quận Hoàng Mai để bổ sung khối lượng và tăng áp lực cho khu vực cuối nguồn các huyện phía Nam thành phố. Thứ hai, công ty nước sạch Hà Nội tăng nguồn nước ngầm để điều tiết nguồn sông Đuống cho khu đô thị Thanh Hà. Thứ ba, công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà tăng tối đa công suất cấp nước đảm bảo cấp nguồn cho thành phố Hà Nội. Thứ tư, công ty cổ phần nước sạch Thanh Hà xây dựng giải pháp khắc phục, đảm bảo cấp nước ổn định cho người dân, trong đó xác định rõ tổng nhu cầu sử dụng nước, sản lượng tự khai thác từ trạm cấp nước ngầm, sản lượng cần bổ sung từ hệ thống cấp nước tập trung, thời gian cần hỗ trợ điều tiết nguồn cấp trong khu vực dự án, khẩn trương cải tạo trạm cấp nước cục bộ trong khu đô thị Thanh Hà, đảm bảo công suất đã được chấp thuận với chất lượng theo tiêu chuẩn QCVN01, theo quy định về đầu tư xây dựng. Thứ năm, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai, Ủy ban nhân dân quận Hà Đông tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng nước sạch tại khu đô thị Thanh Hà, tuyên truyền người dân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Thứ sáu, Sở xây dựng sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị phối hợp tăng cường nguồn cung và điều tiết, tiết giảm nguồn cấp nước từ sông Đuống, sông Đà cho các công ty nước sạch Hà Nội và công ty Vigaco để bổ sung nguồn cấp nước cho công ty nước sạch Hà Đông, điều phối cấp về khu đô thị Thanh Hà Thứ bảy, công ty cổ phần nước mặt sông Đuống triển khai xây dựng trạm tăng áp cục bộ trên đường 70 để điều tiết tăng lượng cấp nước cho khu vực Hà Đông và khu đô thị Thanh Hà. Thứ tám, thành lập chỉ đạo tổ công tác liên ngành kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng trạm cấp nước tại khu đô thị Thanh Hà và xử lý vi phạm nếu có. Đối với việc cấp nước những tháng cuối năm 2023 và 2024, dự báo nhu cầu sử dụng nước trong năm 2024 sẽ tăng so với năm 2023 khoảng 5 đến 10% tùy từng thời điểm. Để đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng nước trong năm 2024, Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị cấp nước giả soát nhu cầu và chuẩn bị các giải pháp điều tiết duy trì phát huy tối đa công suất nguồn cấp của các nhà máy nước hiện có, phối hợp điều tiết nguồn cấp giữa các đơn vị cấp Chất lượng nước sau xử lý phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Công ty nước sạch sông đuống Sông Đà chuẩn bị các giải pháp kỹ thuật pháp lý để vận hành công suất dự phòng, tăng 20% công suất thiết kế trung bình của mỗi nhà máy theo thời điểm và kỹ thuật cho phép. Khai thác nguồn nước ngầm dự kiến giảm theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu tăng thêm trong năm 2024. Đối đốc công ty cổ phần nước mặt sông Hồng khẩn trương hoàn thành nhà máy mặt nước sông Hồng trong quý 1 năm 2024, trong những năm tiếp theo tiếp tục đôn đốc sớm đưa vào vận hành nhà máy nước mặt sông Đà giai đoạn 2 hợp phần 2, nhà máy nước Xuân Mai tại Hòa Bình. Đối với các khu vực cuối nguồn bất lợi về nguồn nước, các đơn vị cấp nước xây dựng phương án giải pháp cấp nước chi tiết cho từng khu vực, bổ sung bơm tăng áp di động, vận hành van cấp nước theo giờ. Phòng Y tế huyện Thanh Oai thành phố Hà Nội khuyến cáo cư dân ở khu đô thị Thanh Hà tạm thời không ăn uống trực tiếp nước sạch tại vòi vì kết quả lấy mẫu xét nghiệm trước đó thể hiện nước bị nhiễm vi khuẩn E.coli. Đây là khuyến cáo của ngành y tế huyện Thanh Oai Hà Nội trong cuộc họp để tìm giải pháp trong việc cung cấp nước sạch cho người dân tại khu đô thị Thanh Hà. Cuộc họp do Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai tổ chức chiều tối 21 tháng 10. Tại cuộc họp, đại diện ngành y tế huyện Thanh Oai cho biết, kết quả mẫu xét nghiệm nước sạch lấy mẫu tại khu đô thị Thanh Hà vào ngày 12 tháng 10 thể hiện trong nước có nhiễm vi khuẩn E.coli. Vì vậy, ngành y tế huyện Thanh Oai khuyến cáo cư dân tạm thời không sử dụng nước sạch lấy trực tiếp từ vòi trong khu đô thị để ăn uống. Ngay sau cuộc họp nêu trên, đại diện các tổ dân phố trong khu đô thị Thanh Hà đã phát đi khuyến cáo này cho cư dân trong tổ dân phố nắm được.